Đây là cái toàn cảnh của cái buổi chứng nhận giống giống mông cọc. À, mọi người nhìn đông không tưởng tượng nổi, như là hội. Những khuôn mặt rất căng thẳng, bởi vì phần chứng nhận giống mông cọc này có rất nhiều con chó không đạt chứng nhận giống ở các loạt đầu tiên, cho nên là mọi người rất là căng thẳng và tập trung. Ai cũng phải xem lý do tại sao mà một loạt các con chó nhìn rất là đẹp mà không qua được phần chứng nhận giống. Tiếp tục vào phần chứng nhận giống cực kỳ căng thẳng của giống chó hư mông cọc. Vẫn đang là F3 đỏ. Đây là con chó thứ mấy nhỉ? Thứ 6 hay là thứ 7? Thứ 9. À, thế là có những mấy con trước là nó xong nhanh quá hả? Này hơi chậm. Bởi vì có những con kiểm tra răng nó cũng còn phải mãi mới kiểm tra được. Hy vọng là thí sinh thứ 10 này sẽ phá được dớp của 9 thí sinh trước. 9 thí sinh đầu tiên đều không đạt chứng nhận giống. Em xin mời số báo danh 10 Nguyễn Ngọc Quý chuẩn bị có thi ạ. Xin mời số báo danh 13 chuẩn bị có thi ạ. Để đông hơn sới đá gà. Không, bên kia thì không tập trung như thế này, bên này căng thẳng hơn. Bên kia là bên Phú Quốc là chứng nhận giống gần như là được, và nó ổn định rồi, nó có độ ổn định của nó rồi. Còn Bắc Hà thì lần đầu tiên nó cũng sẽ có những cái sự gì hơn. Rất nhiều chó đang chờ đến lượt chứng nhận giống. Ba vị giám khảo cũng đang rất là căng thẳng và phải bàn luận, bởi vì một loạt chó chứng nhận giống đều không đạt, là nó rất là căng thẳng cho các giám khảo. Nhưng mà có những cái tiêu chuẩn của giống chó thì sẽ bắt buộc sẽ phải tuân theo. Chứng nhận giống được hay không là do con chó, chứ không cũng chẳng phải do huấn luyện hay là do giám khảo, mà là do cái con chó nó có chuẩn theo cái bảng tiêu chuẩn của giống hay không, nó chuẩn đến mức độ nào, có những cái lỗi sẽ được phép chấp nhận, còn có những cái lỗi thì không được chấp nhận. Con này là cụt.
cho đi. anh xuống đây với ai đấy? Thế này mà bây giờ đang nhấp 3 này thì đến nhấp 0 thì còn lâu đó. Bác Hà chắc nhanh. Bác Hà thì nhanh. Mông cọc rồi này. Chứng nhận giống thí sinh tiếp theo vẫn là F3. Các giám khảo rất là chăm chú, cả ba giám khảo rất chăm chú. Người xem thí sinh tiếp theo rất là căng thẳng. Rất nhiều chó đang ở ngoài chờ đến lượt chứng nhận giống. Chứng nhận giống thì sẽ chứng nhận giống từ F3 trước. Mông cọc bây giờ là chứng nhận giống F3 từ F3 trước. Người nổi tiếng đeo khẩu trang, ok. Ai mà nhận ra được là chứng tỏ là người đấy khả năng là đang nuôi chó. Khả năng là đang nuôi chó ở về đấy là Tùng Lộc Pet. Rất đông. Hình như thế bảo được một con. Chưa được con nào à? Con em hai được xong rồi này. Chưa được con nào cả. Chỉ hết rồi thôi. Chưa được con nào cả. Xong xong F3 rồi hả? Không chơi con nào rồi. Đây là thứ của chúng ta. Một con F3 tạch đây rồi. À anh Đoàn có một con F3 à? Tạch con thứ 5. Đây là chết thứ đấy. Anh có một con cháu. Đây có gì mà đây. Thế là nghe tin là F3 tất cả đều không được đạt. Bây giờ chứng nhận đến F2 rồi. Đây cho mọi người nhìn cái lượng chó tham dự cái đợt thi lần này nhiều như nào. Đợt chứng nhận giống lần này rất đông. Xem bên này chụp ảnh đi rồi lúc nào tới sang bên kia uống nước. Đông quá này, tình hình này chiều ấy, lại xong rồi. À, phải chiều muộn. Không, nhưng mà chứng nhận giống của bọn F3 nó kỹ hơn. Bọn F0 kia các thứ chắc là thôi nhìn. F0 thì nó lại
nhiều. Bà bảo đề mày của ba cái sức khỏe các thí sinh nằm chờ đây này, ép mấy các thí sinh này đã ép mấy đây, vào ép 2 hay là ép 1, ép 0? Mấy thí sinh ngồi chờ này, rất đông. Đây là xem từ mặt đằng này xem số lượng người tham gia cái đợt chứng nhận giống này. Chúc cho các chú chó của chúng ta sẽ đạt được cái thành tích tốt nhất trong cái đợt chứng nhận giống này và cái cuộc thi chó đẹp vào ngày mai của năm 2020. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.